Sáng ngày 17 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận giám sát phường Văn Đẩu về tiến độ triển khai thực hiện quyết định số 1743 ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án chuyển đổi diện tích sản xuất lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận chủ trì buổi giám sát. Trên địa bàn phường Văn Đầu hiện có 278,18 ha đất nông nghiệp, chiếm 52,32% tổng diện tích đất tự nhiên. Thời gian qua, một số hộ dân đã tận dụng các diện tích đất không sản xuất chuyển đổi sang trồng hoa, rau màu và các loại cây ngắn ngày với tổng diện tích 38,9 ha, mang lại hiệu quả cao hơn so với trồng lúa truyền thống. Trong đó, 27,2 ha nuôi sen canh cá và trồng sen, 20 ha trồng rau màu. Phường Văn Đầu đặt mục tiêu năm 2025 nâng tổng diện tích chuyển đổi lên 70 ha vào năm 2025. Tuy nhiên, việc chuyển đổi diện tích sản xuất lúa năng suất thấp kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp thủy sản có giá trị kinh tế cao trên địa bàn phường hiện còn gặp nhiều khó khăn kết cấu hạ tầng nông nghiệp dù đã được đầu tư nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ còn nhiều hộ nông dân không thật sự thiết tha với đồng ruộng không đầu tư nhiều vào sản xuất số người làm nông nghiệp hiện nay chủ yếu là người cao tuổi sức khỏe yếu tình hình thời tiết dịch bệnh diễn biến thất thường việc chuyển đổi cũng gặp những vướng mắc về thủ tục và quy hoạch sử dụng đất Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thuyên ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận ghi nhận phường Văn Đầu đã chủ động bám nắm, hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích sản xuất lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận lưu ý phường cần tích cực hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi, khuyến khích các tập thể, cá nhân tâm huyết với sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn người dân làm các thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê mượn diện tích đất chuyển đổi để đảm bảo quyền lợi tăng cường sự phối hợp giữa ủy ban nhân dân phường với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đồng thời quản lý chặt chẽ đất đai không để chuyển đổi mục đích trái phép